everyone, welcome back to Unit 11, Our Greener World. And the lesson today is Skills 1. We focus on reading and speaking skill. Các em ơi, bài học hôm nay của chúng ta thì sẽ tập trung vào hai kỹ năng là kỹ năng đọc và kỹ năng nói các em nhé. Trước khi chúng ta vào bài học thì cô có một câu hỏi muốn dành cho các em này. Do you think you are green? Do you think you are green? Các em nghĩ là mình có green không? Có thân thiện với môi trường không? Someone say yes, someone say no, someone say I'm not sure. Okay. Có bạn nghĩ là mình thân thiện, có bạn nghĩ là không. Chúng ta còn nhớ cái survey chúng ta làm trong bài hôm trước không nhỉ? Để xác định xem là mình có phải là người thân thiện với môi trường không? How much green you are? Okay. Nào, thế bây giờ mình có muốn trở thành một người thân thiện với môi trường hơn không? Do you want to become greener? Or do you want to become green from today? Em muốn là ngay từ bây giờ mình sẽ trở thành một người rất là thân thiện với môi trường hay là thân thiện hơn không? Vậy nếu mà câu trả lời là có, if you say yes, what should you do to become greener? Các em sẽ làm gì để trở thành một người thân thiện hơn nhỉ? Sẽ có những cách để giúp chúng ta trở nên thân thiện hơn với môi trường. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những cái cách đó như thế nào nhé. Alright, next. Now, this is the 3R's club. And if you follow the tips below, you will become greener. Câu lạc bộ 3R's như chúng ta đã học rất nhiều rồi. Reduce, reuse and recycle. Trong câu lạc bộ này, các thành viên của câu lạc bộ đã đề ra những cái hoạt động để giúp cho tất cả những người tham gia vào câu lạc bộ, cũng như những bạn đấy lại truyền bá những cái điều này tới những người khác nữa để trở nên thân thiện hơn với môi trường. Vậy chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu những cái hoạt động đó là gì các em nhé. Now, if you follow the tips below, the tips là những cái gợi ý các em ạ. Tip là một danh từ có nghĩa là gợi ý, tips. Nếu các bạn làm theo những cái gợi ý ở bên dưới này, từ below là ở bên dưới này, bạn sẽ trở nên thân thiện hơn, bạn sẽ trở nên xanh lá cây hơn. Ok, nào bây giờ lần lượt chúng ta có này, number one is talk to teachers at school about putting recycling bins in every classroom. Ok, nào cô sẽ lần lượt đi vào nội dung của từng hoạt động, cô sẽ giải thích cho các em này. Talk to teachers, nói chuyện với thầy cô giáo, với giáo viên ở trường, at school. About, về cái gì nhỉ? Putting recycling bins. Từ recycling bins này chúng ta đã biết rồi, đó là những cái sọt rác mà để chứa những đồ có thể tái chế được. Vậy là đặt những cái sọt rác chứa những đồ có thể tái chế được ở trong từng lớp học các em ạ. In every classroom, trong từng lớp học, thì đó là hoạt động đầu tiên. The next activity is reuse your plastic bag. Reuse là tái sử dụng lại những cái túi ni lông, plastic bags, những túi ni lông. Đó là hoạt động số 2. Number 3 is use refillable pens and pencils. Trong cái hoạt động số 3 này, nội dung có một cái từ mà cô cần các em phải lưu tâm. Đó là từ refillable. Các em có thể viết cái từ này vào cho cô. Refillable là một từ được thành lập từ từ này. Đầu tiên chúng ta có động từ là fill. Nó là một động từ có nghĩa là làm đầy cái gì đó. Lấp đầy, làm đầy. Fill. Mình rất hay gặp trong đề bài của chúng ta là fill in the blank. Là điền vào chỗ trống, như kiểu làm đầy cái chỗ trống. Thì đây nó chính là động từ fill. Thế bây giờ mình thêm cái hậu tố. Hậu tố là những cái phần ở phía sau của từ. Chúng ta có fillable. Khi chúng ta thêm cái hậu tố able này vào thì thông thường cái nghĩa của nó sẽ biến là có thể cái gì đấy. Vậy fillable là có thể làm đầy, có thể làm đầy, lấp đầy vào, fillable. Thì bây giờ mình lại thêm cái tiền tố re. Như lúc bài ở trong bài học hôm trước cô cũng đã nói, chúng ta có từ reusable đấy, thì đây cũng là một cái từ re với nghĩa tương tự là có thể lại. Trong từ reuse cũng thế. Refillable là có thể làm đầy lại. Nó là một tính từ. Có thể làm đầy lại. Và trọng âm ở âm tiết thứ hai, refillable. Rồi trở lại với cái hoạt động số 3. Use refillable pens and pencils. Tức là gì nhỉ?
Pens là bút mực, bút máy này, pencil là bút chì này. Vậy chúng ta sử dụng những chiếc bút mực hay là bút chì mà có thể làm đầy tức là sao? À, tức là sau khi mà mình sử dụng hết mực hoặc hết chì trong cái bút đó thì mình không có vứt cái bút đấy đi mà mình lại đổ lại mực vào cái bút đấy. Em hiểu không nhỉ? Như bút mực của chúng ta viết thôi thì em lại bơm mực vào thì em lại viết tiếp. Ok. Còn bút chì thì sao? Bút chì thì có những cái loại bút chì em mà mình có thể thay được cái ngòi của nó, ngòi chì là mình lại sử dụng tiếp cái đó chứ mình không có vứt đi. Vậy đấy chính là những cái dụng cụ học tập mà mình có thể sử dụng lại được. Next, number 4. Use reusable water bottles instead of plastic ones. À, từ này thì đã quá quen thuộc rồi, reusable. Cô vẫn sẽ viết lại cho các em nhé. Reusable. Vậy chúng ta có hai tính từ đây khá là giống nhau về cách cấu tạo. À, sử dụng những cái chai uống nước mà có thể tái sử dụng lại được. Và thay vì chúng ta có cụm từ là instead of something, là thay vì. Instead of, nó là một cái trạng từ các em ạ. Instead, cô xin lỗi, nó là một cái giới từ instead of. Thay cho, thay vì plastic ones, những cái chai bằng nhựa. Chữ ones ở đây chính là thay cho từ bottles. Người ta không muốn lặp lại từ bottles nữa thì người ta thay bằng từ ones và thêm s là vẫn ở số nhiều nhé. Vậy là sử dụng những cái chai uống nước có thể tái sử dụng lại được thay vì là chúng ta dùng những cái chai nhựa. Vậy thì những cái loại chai nào? À, những cái chai mà làm bằng chất liệu